Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Buổi trước các bạn đã nghe chuyện Mỹ Hầu Vương đi tìm thầy học đạo và được vị sư tổ ở trên núi Linh Đài truyền cho Diệu Quyết trường sinh bất tử và 72 bậc biến hóa địa sát, lại thêm phép nhào lộn bay mây. Mỗi lần nhào lộn đi được 10.008.000 dặm đường. Hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp. Mọi người nghe xong sư phụ truyền phép đạo cho Ngộ Không đều cười ha hả nói: Ngộ Không may mắn thật, nếu học được phép này cho đi làm lính truyền hịch đưa giấy tờ thì kiếm đâu mà trả ra cơm rượu. Đêm hôm ấy, Ngộ Không tập trung tâm thần luyện phép và đã thông thạo phép nhào lộn bay mây. Từ đấy, Ngộ Không chẳng bị câu thúc gì nữa, tự do thoải mái, sung sướng với lối trường sinh ấy. Một hôm, qua xuân sang hạ, mọi người đến hóng mát ở dưới bóng cây tùng. Chuyện trò hồi lâu, một người trong đám hỏi: Ngộ Không, anh đã tu từ đời nào mà biết được nhiều phép tiên như thế? Hôm trước sư phụ ghé tai khé bảo, truyền cho anh phép tiên để tránh 3 tai họa. Anh đã hiểu cả chứ? Tiểu đệ đây thật không dám giấu các sư huynh. Một là sư phụ truyền cho, hai là tiểu đệ ngày đêm gắng công luyện tập, nên những phép đó đến nay đã thông thạo. Gặp hôm nay tốt trời như thế, anh thử diễn vài phép cho chúng ta xem nào. Ngộ Không nghe nói trong lòng đã muốn khoe khoang, liền trả lời: Các sư huynh thử ra đề mục, muốn tiểu đệ biến hóa ra thứ gì nào? Anh thử biến ra cây tùng xem. Ngộ Không bấm quyết, niệm thần chú, dùng mình một cái, biến ngay ra một cây tùng. Mọi người trông thấy vỗ tay cười ầm lên: Con khí giỏi thật, con khí giỏi quá. Nào ngờ đã làm ồn đến tai sư phụ. Sư tổ chống gậy ra khỏi: Ai làm gì mà ầm lên thế? Mọi người nghe tiếng sư phụ hỏi đều sợ hãi im thiên thít. Mặc áo lại chỉnh tề đứng trước mặt sư tổ, Ngộ Không cũng hiện lại nguyên hình, đứng lẫn vào đám đông. Bẩm sư phụ, chúng con ở đây chuyện trò với nhau, không có ai ở ngoài kia làm ồn ào cả. Các người kêu la to tiếng, không ra thể thống nhà tu hành. Người tu hành mở miệng ra thì thần khí tan mất. Động đến lưỡi thì sinh ra lắm điều rắc rối, cớ sao lại cười nói đùa giỡn ở đây như vậy? Dạ, chẳng dám giấu sư phụ, tôn Ngộ Không diễn phép biến hóa ra một cây tùng, chúng con đều vỗ tay khen ngợi. Không ngờ đã làm kinh động đến sư phụ, cúi mong sư phụ tha lỗi cho. Thôi, các người đi đi. Ngộ Không, lại đây ta hỏi ngươi đùa như thế nào, biến hóa thế nào ra cây tùng? Cái công phu như thế mà đáng đem khoe khoang trước mặt mọi người ư? Giá như người thấy người ta có, ắt hẳn đến cầu người ta. Người ta thấy người có, tất nhiên đến cầu người. Nếu người sợ tai vạ, tất phải truyền cho người ta. Nếu không truyền sẽ bị hại. Như thế tính mạng nhà ngươi sẽ khó mà giữ nổi. Vâng, chỉ mong sư phụ tha tội cho. Ta không bắt tội ngươi, chỉ có điều là ngươi phải đi thôi. Ngộ Không nghe nói, ứa hai hàng nước mắt. Sư phụ bảo con đi đâu? Ngươi ở đâu đến đây thì ngươi lại về đấy. Con từ Thủy Liêm Động núi Hoa Quả đến đây ạ. Ngươi phải đi về ngay đấy, thì sẽ giữ được tính mạng. Nếu còn ở đây thì quyết không thể được. Con bỏ nhà đi đã 20 năm, tuy bây giờ được về với con cháu, nhưng nghĩ đến công ơn của sư phụ chưa báo đền được, nên con không dám đi ạ. Nào, ta có công ơn gì đâu. Ngươi đừng gây ra tai vạ để phiền đến ta là được. Ngộ Không chẳng biết làm thế nào, đành phải bái từ sư tổ, từ biệt mọi người. À này, ngươi đi chuyến này hẳn gặp điều không hay. Ngươi gây vạ hành hung thế nào tùy ý, nhưng không được nói là đồ đệ ta. Nếu ngươi hở ra nửa tiếng, ta liền biết ngay, ta sẽ lột ra róc xương ngươi ra, đem thần hồn ngươi đầy xuống địa ngục, muôn kiếp không cất mình lên được. Vâng, con quyết không dám nói động đến sư phụ, chỉ nói là tự mình học mà biết được thôi. Ngộ Không từ tạ sư tổ, cất mình lên, tay bấm quyết, phóng ra phép nhào lộn bay mây. Chỉ trong chốc lát đã thấy núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, trong lòng rất sung sướng và hí hửng. Ngộ Không từ trên mây xuống, đến thẳng núi Hoa Quả, đường đi đã nghe thấy hạc kêu vọng mấy tầng mây xanh, vượn rú lên bi thảm lạ thường. Bèn cất tiếng gọi, các con đâu, ta đã về đây. Bọn khỉ từ trong bậc đá hang đá, từ trong lùm hoa cỏ, trong bụi cây cối chạy ra hàng nghìn hàng vạn, vây kín chung quanh hầu vương và cúi xuống lại chào. Đại vương nỡ lòng đi lâu thế, bỏ chúng con ở đây. Chúng con mong đại vương như đói mong cơm, như khát mong nước uống. Vừa đây, một con yêu ma tàn ngược xuống chiếm Thủy Liêm Động của chúng ta. Chúng con liều chết đánh lại, bị nó cướp hết cả đồ đạc, bắt mất nhiều con cháu. Chúng con đã ngày đêm bất ngủ để giữ lấy cơ nghiệp. May được đại vương về. Nếu một năm nữa mà đại vương không về, thì chúng con và động này sẽ bị con ma chiếm mất. Con yêu nào mà ghê gớm thế? Các con hãy kể lại cho ta nghe, để ta tìm nó báo thù. Nó đến đây theo mây bay, đi theo sương mù, như gió như mưa, như sấm như sét. Chúng con chẳng biết nó ở đâu xa gần cả. Đã như thế, các ngươi đừng sợ, cứ việc vui chơi, đợi ta đi tìm nó. Hầu vương cất mình lên, dùng phép nhào lộn bay mây, hướng thẳng bên phía bắc. Đến đấy thấy một núi cao thẳng tắp chọc trời. Chân núi thăm thẳm khe sâu tới mọi nhà, hòn đá trong suốt bên nước chảy ngân nga. Địa thế gập ghềnh nhiều con vật quái lạ, có cả trâu sắt cày bừa giữa ruộng xa. Núi tổ hai bên cỏ lạ thông trúc rườm rà. Hầu vương đương xem xét, chợt nghe có tiếng người nói, liền đi thẳng xuống núi tìm. Thì ra trước sườn núi là động Thủy Tạng. Ngoài cửa động có mấy con tiểu yêu đang nhảy múa. Nhìn thấy Ngộ Không, chúng vội vàng bỏ chạy. Đừng chạy, chúng bay hãy truyền vào những điều ta nói đây. Ta đây là động chủ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Hỗn thế ma vương nhà chúng bay đã mấy lần đến dọa nạt và cướp bóc con cháu của ta. Nay ta đến đây để gặp ma vương nói chuyện. Bọn tiểu yêu chạy vào trong độc báo. Tâu đại vương, có sự chẳng lành. Có việc gì? Ngoài cứ động có một con khỉ xưng là động chủ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Nó nói là đại vương đã nhiều lần dọa nạt con cháu nó, nay đến đây tìm đại vương hỏi cho ra phải trái. Ta từng nghe bọn khỉ kia nói, chúng có một vị đại vương xuất gia tu hành. Chắc là hôm nay y đến đó. Chúng bay thấy nó ăn mặc thế nào, có binh khí gì không? Dạ, chỉ tay không đứng ngoài gọi thôi ạ. Chúng bay đâu, đưa binh khí đây cho ta. Tiểu yêu vương lệnh lấy ngay ra. Ma vương mình mặc áo giáp trụ, tay cầm đao, cùng các yêu ra ngoài cửa. Ai là động chủ Thủy Liêm Động? Ngộ Không chừng mắt nhìn thì thấy ma vương đầu đội mũ kim khôi, mình mặc áo giáp sắt, chân đi giày hoa thêu, người cao độ 3 trượng, lưng rộng chừng 10 gang, tay cầm đao sắc nhọn. Con ma khốn kiếp kia, mắt to thế mà không nhìn thấy lão tôn ư? Thân người không đầy 4 thước, tuổi không quá 30, trong tay lại không có binh khí, dám cả gan nói càn. Muốn tìm ta làm gì nào? Ngươi quen lão sược, vốn không có mắt. Ngươi cho ta là nhỏ hả? Nếu muốn to cũng chẳng khó gì. Ngươi cho ta không có binh khí, riêng 2 tay ta cũng đủ cho ngươi chầu chơi rồi. Ngươi không sợ, hãy nếm thử một quả đấm của ta đây xem nào. Nói rồi, Hầu Vương chạy tới, nhảy lên thụi vào má Ma Vương. Ma Vương giơ cánh tay ra đỡ. Ngươi thì lùn, ta thì cao. Ngươi dùng quyền, ta dùng đao. Dùng đao thì giết ngay được người, nhưng sợ người ta cười trò. Đợi ta bỏ đao đi, cùng ngươi đọ quyền. Được, anh hùng đấy. Lại đây. Ma Vương ra miếng đánh, Ngộ Không tiến đỡ. Hai bên cùng giở miếng ra đón đỡ. Ma Vương quyền giải to khùa khoảng, Hầu Vương quyền ngắn khỏe nhanh. Ma Vương bị Hầu Vương đấm vào mạng sườn một cái, túm được quần áo, thụi cho một quả nặng. Ma Vương tức quá, vớ luôn cái đao thép bản to, nhằm đúng vào Ngộ Không mà bổ. Ngộ Không mau lẹ né mình một cái, lưỡi dao bổ hụt vào khoảng không. Ngộ Không thấy Ma Vương hung hãn, bèn dùng phép ngoại, rứt một nắm lông bỏ vào miệng nhai nát, rồi phun lên trời. Hô một tiếng biến, tức thì hóa ra hàng trăm khỉ con xúm xít cả lại. Nguyên Hầu Vương đã học được phép điên biến hóa thần thông, không phép gì là không biết. Trên mình có 84.000 cái lông, cái nào cũng có thể biến hóa được tùy theo ý muốn. Bọn khỉ con tinh mắt nhanh nhẹn, đao không chém tới, giáo không đâm được, nhảy đằng trước lộn đằng sau, vây kín Ma Vương. Nào đấm, nào đánh, nào túm lấy quần áo, nào giữ lấy chân tay, nào đánh vào mắt, nào đấm vào mũi, lôi lên lại hất xuống. Ngộ Không vừa cướp được bản đao của Ma Vương, gạt bọt khỉ con ra, nhằm giữa đỉnh đầu Ma Vương, chém làm hai đoạn. Xong, Ngộ Không dẫn bọn khỉ con vào động, đem tất cả bọn yêu tinh lớn nhỏ ra diệt hết. Rồi thu hết lông về, lại trả lại trên mình. Nhưng lại thấy vẫn còn nhiều con khác không thu được. Thì ra đó là những con khỉ bị Ma Vương bắt từ Thủy Liêm Động đến bữa nọ. Chúng bay sao lại ở đây? Ước chừng dăm ma chục khỉ con đều ứa nước mắt. Sau khi đại vương đi tìm tiên học đạo, mấy năm bị Ma Vương ức hiếp, bắt chúng con đem về đến đây. Những đồ vật trong động như chậu đá, bát đá đều bị cướp hết cả. Đã là đồ vật của ta, các ngươi phải thu nhặt lấy. Nói rồi, phóng lửa đốt hết động thủy đặc. Các ngươi hãy theo ta cùng về. Khi chúng con đến đây, chỉ nghe thấy tiếng gió ảo ảo đưa chúng con đi. Chúng con không thuộc đường, về sao được? Đấy là Ma Vương nó dùng phép, có khó gì đâu. Này ta cũng dở phép cho mà xem. Các ngươi cứ nhắm mắt lại, đừng sợ nghe. Hầu Vương bèn niệm thần chú. Bỗng nhiên có một cơn gió to thổi lên đưa đi. Chốc lát từ trên mây hạ xuống. Các con hãy mở mắt ra nào. Vừa đặt chân xuống đất đã nhận ra chính là nhà cũ của mình. Bọn khỉ sướng quá, theo lối cũ chạy về động. Những con khỉ ở trong động đều nhảy ra dắt vào. Tất cả sắp hàng lạy tạ Hầu Vương. Sau đó bày tiệc ăn mừng và hỏi chuyện giết Ma Vương cứu con cháu. Ngộ Không nói qua một lượt, bọn khỉ đều khen ngợi. Đại vương đi đâu mà học được nhiều phép tiên như thế? Năm nọ ta từ biệt các ngươi, theo sóng lênh đênh trên mặt biển Đông, đến địa giới Tây Châu, đi thẳng vào Nam Châu. Học làm người, rồi tập đi giày này, mặc áo này, lòng đong khắp nơi, chơi bời 8-9 năm vẫn không học được phép đạo. Lại đi qua Tây Hải, tìm hỏi mất nhiều công, may gặp một vị sư tổ truyền cho ta phép trường sinh bất tử, sống ngang với trời. Nay ta đã thành công quá. Chà, thật muôn kiếp khó mà gặp được như thế. Còn nữa, các ngươi phải mừng thêm cho ta nay đã có họ. Đại vương họ gì? Nay ta họ Tôn, pháp danh là Ngộ Không. Hí, thích quá. Đại vương là lão Tôn, chúng con là con cháu họ Tôn. Tôn con, tôn cháu, tôn chất. Một nhà họ Tôn, một nước họ Tôn, một cái tổ họ Tôn đấy. Trong động lại mở tiệc mừng đại vương. Nào mâm, nào chén, nào rượu dừa, rượu nho, hoa tiên, quả tiên. Thực là cả nhà vui vẻ. Suốt cả một họ quy về một gốc, chỉ đợi đưa tên sang sổ tiên. Chuyện về Mỹ Hầu Vương cùng lũ khỉ trong Thủy Liêm Động sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.